999 lá thư gửi cho chính mình, mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Bức thư thứ 117, làm người bắt buộc phải có 4 thứ: sự tự tin trên gương mặt, sự lương thiện trong trái tim, sự can trường trong máu và sự kiên cường được khắc lên sinh mệnh.